Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết của Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, dự báo đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, còn ở phía Nam, mưa dông vẫn xuất hiện nhiều về chiều và tối. Dưới tác động của gió đông và không khí lạnh nên chiều tối nay mưa lớn đã xảy ra ở hầu khắp Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội gây ngập úng cục bộ. Trong đêm nay và ngày mai, ở hầu hết đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, với lượng mưa phổ biến là từ 20 cho tới 30mm. Cục bộ ở ven biển như là Thái Bình hay Nam Định có điểm mưa to trên 50mm. Dù có mưa to nhưng thời gian mưa sẽ tập trung về đêm và sáng. Còn trong ngày mai, trời vẫn có nắng gián đoạn, nhiệt độ cao phổ biến là từ 30 cho tới 32 độ. Còn các nơi khác sẽ ít mưa hơn nên nhiệt độ cao từ 32 cho tới 33 độ. Nơi mưa to nhất trên cả nước trong đêm nay và ngày mai sẽ tập trung ở phía bắc của Trung Bộ do vừa chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới nâng trục ở phía nam miền Trung lên, vừa thêm tác động của gió đông đưa ẩm vào sâu trong đất liền. Dự báo từ đêm nay cho tới hết ngày 25 tháng 9, từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện mưa to đến rất to, với tâm mưa là Nghệ An cho tới Quảng Trị. Lượng mưa có thể lên tới 250 cho tới 350mm, có nơi trên 400mm. Còn các tỉnh Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế, lượng mưa sẽ dao động từ 100 cho tới 200mm. Phần còn lại của miền Trung, vùng từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận cũng có mưa rào và dông, nhưng với lượng nhỏ hơn. Mưa lớn kéo dài ở miền Trung sẽ gây ra một đợt lũ trên các sông từ Thanh Hóa cho tới Quảng Trị. Trong đó, biên độ lũ ở thượng lưu, các sông là từ 4 cho tới 6m, còn ở hạ lưu là từ 2 cho tới 3m với đỉnh lũ thượng lưu sông Mã. Các sông nhỏ ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động 1 và có sông lên mức báo động 2, nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị. Với phía Nam, cả Tây Nguyên và Nam Bộ, những cơn mưa rào và dông vẫn xuất hiện nhiều trong khoảng thời gian chiều và tối mai, trong đó khu vực hai tỉnh là Kon Tum và Gia Lai là hai vùng có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 30 cho tới 50mm, còn các nơi khác mưa nhỏ hơn từ 5 cho tới 15mm. Còn về mức nhiệt ngày mai, ở Tây Nguyên duy trì trong khoảng là từ 28 cho tới 31 độ, còn Nam Bộ là từ 32 cho tới 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, trên biển hầu khắp Biển Đông đều có mưa rào và dông, với huyện đảo Hoàng Sa dưới tác động của không khí tăng cường nên sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong khi đó, ở huyện đảo Trường Sa cũng có gió Tây Nam cấp 5, sóng biển cao trên 2 mét, biển động. Thưa quý vị, cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.